xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, mặc dù tiết trời còn có sương mù và mưa phùn nhẹ ở vài nơi, nhưng thời tiết tại Bắc Bộ lại có nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ so với ngày hôm qua, với nhiệt độ vào lúc sáng sớm cũng duy trì mức sấp xỉ khoảng 20 độ. Và càng về trưa, nền nhiệt càng tăng lên khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng đạt mức là 25 độ. Bên cạnh đó, các tỉnh miền núi cũng chỉ còn rét nhẹ. Do chưa chịu ảnh hưởng của bất kỳ hình thế gây thời tiết giống nào nên tại các tỉnh thuộc khu vực ven biển miền Trung vẫn chịu tác động chủ yếu của đới gió đông bắc có cường độ suy yếu nên trời hầu như không mưa và khá khô ráo. Chế độ nhiệt ẩm trong ngày ít có sự thay đổi so với 24 giờ trước. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục duy trì nền nhiệt cao nhất cả nước, trời chỉ có mưa ở vài nơi với lượng không đáng kể, ban ngày trời nắng, độ ẩm lại khá thấp. Riêng tại khu vực Nam Bộ, tiết trời trở nên oi nóng hơn vào ban trưa, với nền nhiệt cao nhất có thể đạt mức khoảng 33 đến 34 độ. Dự báo từ đêm nay, đợt không khí lạnh mới sẽ lại ảnh hưởng đến thời tiết của các tỉnh Bắc Bộ, gây ra mưa rải rác trên khu vực. Trời đầy mây cùng độ ẩm tăng cao khiến cho sương mù xuất hiện dày đặc và tập trung tại khu vực Trung Du và miền núi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông trong khu vực, do sương mù làm giảm đáng kể tầm nhìn. Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mà nền nhiệt trên toàn khu vực lại có sự giảm mạnh, với nhiệt độ thấp nhất đêm nay trên toàn khu vực phổ biến dưới 18 độ, trời chuyển rét. Một số khu vực vùng núi có rét buốt với nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ. Sang ngày mai thì nền nhiệt vào ban trưa có cao hơn nhưng cũng chỉ phổ biến dưới mức là 22 độ nên trời tiếp tục rét cả ngày. Còn đối với các tỉnh Trung Bộ, từ chiều mai thì không khí lạnh mới ảnh hưởng đến khu vực này và kết hợp với điều kiện địa hình sẽ gây mưa rào rải rác và có nơi có dông cho các tỉnh Bắc Trung Bộ. Một số nơi có khả năng xảy ra lượng mưa khá lớn, nền nhiệt cũng có xu hướng giảm mạnh và ít có sự khác biệt so với khu vực Bắc Bộ. Còn các tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ, ít có khả năng xảy ra mưa, ban ngày trời nắng ráo, nền nhiệt độ ít biến động và vẫn duy trì mức cao với nền nhiệt ban trưa tại khu vực Nam Trung Bộ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết tốt, mưa vẫn xuất hiện vài nơi về đêm và sáng sớm với lượng không đáng kể, còn ban ngày trời có nắng cả ngày nên chế độ nhiệt ẩm trong ngày ít có sự biến động so với 24 giờ trước. Thời tiết còn khá thuận lợi cho sinh hoạt và giao thông của người dân trong khu vực. Chỉ lưu ý là từ ngày mai, mức nước đỉnh chiều tại các trạm Phú An, Nhà Bè có khả năng sấp xỉ và vượt mức báo động 2. Và đến ngày 14, ngày 16 tháng 12 thì mực nước đỉnh chiều sẽ đạt mức cao nhất trên các sông rạch của Nam Bộ. Không chỉ gây ảnh hưởng trên đất liền, khối không khí lạnh cũng khiến cho gió đông bắc ở vịnh Bắc Bộ lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực phía bắc của Biển Đông, gió đông bắc cũng mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Riêng ở Lai Châu, Điện Biên có nơi là từ 25 cho đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, chiều và đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, sau có gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi, ngày có mưa vài nơi, đêm rải rác có mưa, có nơi mưa vừa với gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 20 đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, với nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.